Cùng i Channel tìm hiểu về cây hoa trạng nguyên trong phong thủy, hoa trạng nguyên có màu đỏ rất rực rỡ. Với những cánh hoa to sẽ làm nổi bật cả một góc làm việc xưa kia trước khi đi thi người ta thường bẻ một cành trạng nguyên với mong muốn may mắn. Thành công, ngày nay, cây trạng nguyên được người ta lai like tạo thành những chậu cây nhỏ xinh để bàn rất hút mắt. Đây không chỉ là loài cây cảnh để bàn trang trí, nó còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy rất tốt. Đặc biệt, trạng nguyên là loài cây tương sinh với người mệnh hỏa nên rất may mắn. Thực tế, rất nhiều người biết đến cây trạng nguyên, nhưng không hề biết ý nghĩa hay những đặc điểm của nó. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về giống cây có vẻ ngoài rực rỡ này nhé. Đặc điểm hình thái của cây trạng nguyên, cây trạng nguyên phong thủy có tên khoa học là Poisetia paucarima. Thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae, loài cây này có nguồn gốc từ châu Phi, Trung Mỹ và miền Nam Mexico. Ngày nay, cây trạng nguyên được trồng ở rộng rãi các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hoa trạng nguyên còn được biết đến với tên gọi khác như hoa giáng sinh hay nhất phẩm hồng. Do đặc điểm hình thái của hoa nên cây trạng nguyên được thay đổi nhiều tên gọi. Trạng nguyên là giống thuộc cây thân gỗ, sống lâu năm với chiều cao trung bình khoảng 0,3-1m. Tuy nhiên, với giống trạng nguyên để bàn, trưng bày trong nội thất nhà ở thường là giống trạng nguyên lùn, nên chỉ cao khoảng 35-50cm lá trạng nguyên có hình bầu dục dài màu xanh đậm hoa trạng nguyên giống như những chiếc lá màu đỏ chót xếp lại thành hình tròn nhiều người ví hoa trạng nguyên giống như một chiếc đèn lồng đỏ rực sáng song hoa trạng nguyên thực chất là phần hoa màu vàng được bao bọc bởi những chiếc lá bắc màu đỏ rực rỡ lá bắc chính là những chiếc lá trên ngọn của cây trạng nguyên và có nhiều màu sắc như hồng phấn trắng đỏ vàng nhiều người nhầm tưởng trạng nguyên chỉ có hoa nhưng nếu để ý kỹ nhất là giống trạng nguyên cao, bạn sẽ thấy trạng nguyên có quả năng nhỏ, ý nghĩa của cây trạng nguyên trong phong thủy. Cây trạng nguyên không chỉ thu hút người nhìn vì những đóa hoa rực rỡ khoe sắc mà loài cây này còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa quan trọng. Đây là loài cây tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn và đỗ đạt cao, trạng nguyên chính là tên của người đỗ đạt cao nhất trong kỳ thi khoa bảng ngày xưa. Vì thế, người ta cho rằng cây trạng nguyên chính là loài cây dành cho những người thành đạt trong học hành hay các cuộc thi tú tài không những thế cây trạng nguyên còn là sự thể hiện cho đoàn tụ niềm hạnh phúc và bình an cho gia đình trong phong thủy màu đỏ tượng trưng cho khát vọng và niềm tin người ta tin rằng cây trạng nguyên sẽ mang về hạnh phúc yên ấm cho gia đình cây trạng nguyên còn là biểu trưng cho niềm vui mới sự may mắn không chỉ với những người thi cử loài cây này còn mang đến nguồn năng lượng cực tốt cho công việc và cuộc sống những người đang trong quá trình phấn đấu lên chức vị thì đây là một trong những loài cây mang đến may mắn và phù trợ rất tốt Đặc biệt với những người mệnh hỏa, cây Trạng Nguyên chính là thần may mắn, dù thi cử, học hành hay công việc người mệnh hỏa được sự tương trợ từ nguồn năng lượng của hoa Trạng Nguyên sẽ làm đâu chúng đấy. Mọi việc luôn thuận buồm xuôi gió, ở các làng quê Việt người ta trồng hàng rào cây Trạng Nguyên còn với ý nghĩa chào đón khách đến nhà với những tình cảm mộc mạc. Chân thành nhất vì thế, người ta thường chọn Trạng Nguyên để làm quà tặng cho người thân bạn bè trong các dịp lễ Tết, mừng thọ, cách trồng và chăm sóc cây trạng nguyên. Cây trạng nguyên phong thủy rất dễ trồng và chăm sóc. Bạn không phải là một chuyên gia về cây cảnh cũng có thể trồng được một chậu trạng nguyên tươi tốt. Người ta quan niệm, khi trồng cây cảnh đặt bàn làm việc, nếu cây càng tốt, càng nhiều hoa thì lộc lá đến với chủ nhân càng nhiều. Còn cây càng ngày càng héo úa, không phát triển là điểm không hay, sự không may mắn, khi trồng cây trạng nguyên bạn chỉ cần cung cấp đủ độ ẩm ánh sáng là cây sẽ phát triển rất nhanh, loài cây này phù hợp với mọi môi trường thời tiết. Nên bạn không cần chăm sóc quá nhiều, nhiệt độ, với bất cứ loài cây cảnh để bàn nào thì nhiệt độ cũng là yếu tố đầu tiên nên nhắc đến. Hoa trạng nguyên phát triển tốt nhất là từ 16, 22 độ C, nếu được phát triển trong môi trường nhiệt độ ổn định. Mát mẻ, cây sẽ sinh trưởng rất nhanh và ít sâu bệnh, nếu thời tiết trên 25 độ C, bạn nên đặt cây ở dưới nơi bóng dâm vào ban ngày và cho cây tắm nắng vào sáng sớm ánh sáng sẽ quyết định trực tiếp tới việc ra hoa của cây, nếu cây sống trong nền nhiệt độ trên 25 độ C thì sinh trưởng kém. Lá heo úa và chết, muốn cây ra hoa đẹp và rực rỡ thì cây cần có thời gian dài trong bóng tối nhiều hơn sáng. Bạn cần hết sức lưu ý điều này khi chăm sóc hoa trạng nguyên, độ ẩm, hoa trạng nguyên sẽ phát triển tốt nhất nếu đất luôn đảm bảo độ ẩm. Bạn phải nhớ rõ ẩm chứ không phải ngập úng, vì thế, bạn cần hết sức kỹ lưỡng trong vấn đề tưới nước cho cây. Nếu cây để ngoài trời, khoảng 2 ngày bạn nên tưới nước một lần, với cây trồng trong nhà đảm bảo nhiệt độ ổn định thì một tuần chỉ nên tưới 2 lần. Khi tưới nên nhẹ tay để không ảnh hưởng tới gốc, nếu là cây mới ươm, bạn chỉ nên tưới bằng dụng cụ phun xương để đảm bảo. Đất trồng, đất trồng cây trạng nguyên phong thủy không chỉ cần đảm bảo độ tơi xốp. Thoát nước tốt mà rất cần có nhiều chất dinh dưỡng, bạn có thể trộn đất với cho chấu và sơ dừa để tạo ra loại đất hoàn hảo nhất cho sự phát triển của cây trạng nguyên bón phân cây trạng nguyên không giống nhiều loài cây cảnh hiện nay đây là một loài cây nhạy cảm với phân bón nếu bón nhiều cây có khả năng bị sót sẽ khiến cây bị cháy dễ sốc thuốc vì thế tốt nhất bạn nên bón phân theo định kỳ không nên bón phân cho trạng nguyên khi trời nắng nóng nếu cung cấp càng đầy đủ phân bón cho cây thì hoa càng đẹp màu sắc càng đậm và lâu tàn bạn có thể dùng phân npk tan để bón cho cây định kỳ một tháng nên bón phân một lần nhân giống cây trạng nguyên có thể nhân giống bằng chiết cành hoặc gieo hạt nhưng trong đó người ta thường chọn chiết cành vì thời gian nhanh đơn giản mà cây giống lại khỏe dễ chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hoa trạng nguyên rất khỏe ít sâu bệnh dày trắng là loại bệnh thường gặp nhất ở loại cây cảnh này bệnh dày trắng thường khiến cây phát triển chậm hoa xấu và và cây hay bị rụt dày trắng rất dễ phát hiện khi thấy phần lá hoặc thân của trạng nguyên có những đốm trắng bạn nên phun ngay thuốc dày trắng để phòng trừ một số lưu ý khi chăm sóc khác nếu không phải trạng nguyên bạn tự nhân giống mà mua từ các cửa hàng về. Bạn cần hết sức lưu ý, ban đầu phải đảm bảo chế độ nước, nhiệt độ phù hợp, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đặc biệt là phải cung cấp ánh sáng vừa đủ, chỉ khi cây đã ổn định với môi trường mới nên giãn sự chăm sóc. Sau khi đã chơi hoa trạng nguyên xong, bạn tiến hành cắt hoa và bớt cành, sau đó bôi vôi vào vết cắt và chuyển cây sang một chậu to hơn. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng buổi sớm, tránh nắng chiều hoặc nắng trực tiếp vào buổi trưa. Trên đây là những thông tin chi tiết về cách trồng, chăm sóc cũng như những đặc điểm cơ bản của cây Trạng Nguyên phong thủy. Hy vọng với bài viết này, bạn đã hiểu hơn về loài cây may mắn này và có thể tự tay chăm sóc cũng như trang trí cây cho văn phòng hoặc nhà ở của mình bằng những chậu Trạng Nguyên rực rỡ sắc màu nhé i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.